Con chào cả mọi người. Nay mấy anh em đi ô trì kiểm tra nhà Yến ở Ninh Thuận nha mọi người. Nay lên chăm nước mùi với kiểm tra lo. Mới tới chỗ rồi nha mọi người. Đây đi vô trong mình qua cho mọi người xem. Quên lấy cái đèn pin nữa. Này đang đợi mọi người. Như cái này là cái bằng con gì con gun nè. Full gun hay gì cái gì không nhớ nữa. Này đang dọn Yến nha mọi người. Hơi cao nha mọi người. Phòng máy nha mọi người. Có mở bao làm gì có khóa này. Có khóa là bà lên đây. Làm gì có khóa. Để em lên trên rồi cho mọi người xem. Đây bên trong những mọi người. Hôm xưa cũng đang phun đồ ẩm. Anh kỹ thuật đang chỉnh ở dưới. Này sừng một nha mọi người. Gì? Ừ. Lên cho anh phải không? Ba tầng. Bà nội con không dám lên miệng hang quay nữa. Em lên tầng 2 qua cho mọi người coi nha. Để mình lên tầng 3 quay cho mọi người coi cho mọi người. Từ chó này không có ai xin từ chó.
nước không ạ? À? Sạn một phun rồi. Đang kiểm tra lo nha mọi người ơi. Đang kiếm đường ra nha mọi người ơi. Rồi leo đi. Leo đi. Mày quay mày lấy cho ai leo? Có khi nào quay mà nó leo đâu. Sao quay? Không quay giờ đang leo sao mà quay? Rồi khỏi đây, không có đâu. Chỉ nè, đi mua thêm một cái co nữa. Một cái co với khúc ốc nữa, lại thọt ngoái nghe. Quay xong chưa? Chưa. Thế này nè. Xe bọc đựng bịch ống hơi là cho bớt gió hả? Ừ.